Sư cô Diệu Hân đó đúng ra là một cái sư cô đã xuất gia, Dạ. đúng không? Thấy hình tướng là hình tướng xuất gia, thọ đại giáo. Dạ. Bản thân sư cô đó đã ăn một ngày một bữa được chưa? Dạ. Rồi đã ngủ ngoài được chưa? Đã giữ cái hành trì không tham sân si như thầy Minh Tuệ được chưa? Mà Dạ. đi chê, chê cái đó là không tán thác, không có đúng. Bởi vì sao? Việc khó làm mà thầy Minh Tuệ làm được là Dạ. mình phải tán tán ngợi mới đúng là một cái chân tu. Dạ. Cho mình không có nên chơi bang như vậy. Đó là cái tánh đức tốt mà tại Dạ, sao là còn mình về cái đem cái vấn tâm đề là sư, còn về cái vấn đề mà bả niệm á, bả niệm gì, bả niệm con mười phương chư Phật gì, bả niệm vậy là đúng không sư? Khi mà bắt đầu mình niệm chứ, con thường thường con nghe người ta nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con có bả niệm gì quá trời nhiều sư. thì niệm nhiều nó đúng hay sai là nó do cái cách niệm chứ. Còn bây giờ mình hồi nãy là anh có gửi qua là những tu có xem qua chứ mà không có nhớ. Ví Dạ. dụ giờ trước nhất là mình niệm gì, niệm mình phải nhớ ra Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Dạ. bởi vì Đức Phật cũng À, dạ Vũ Chiến xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì hôm nay Vũ Chiến rất là vinh dự được một cái vị sư ở ngoài Bình Định đó quý cô chú anh chị, lên kênh của chị Vũ Chiến để nói lên những cái vấn đề của những vị Sàm Tăng mà trong thời gian vừa qua đã xúc phạm đến sư Minh Tuệ. Thì bây giờ Vũ Chiến sẽ mời tất cả quý cô chú anh chị mình cùng theo dõi câu chuyện của như thế nào. Dạ con chào sư. Nam Mô A Di Đà Phật. À, dạ sư có thể cho con biết là sư hiện giờ đang ở đâu và tu ở đâu và pháp danh ở đâu và pháp danh tên gì ạ? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Liên Tòa Chứng Minh. Nhuận tu là pháp danh Thích Nhuận Tu. Hiện là ở tại thôn Tân Thanh, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Tỉnh Bình Định. Ở tỉnh Bình Định. Con kêu bằng sư hay bằng thầy? Sư thầy gì cũng được, Dạ gọi sao cũng được. dạ dạ à, vậy con kêu bằng sư đi, tại con cũng quen 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 kêu sư. Sư có thể mình cái nói lớn lên tí xíu một con cái ha, tại vì âm thanh nó có hơi nhỏ. Rồi sư ơi, thì cho con hỏi thì trước tiên thì mình nói về vấn đề sư Minh Tuệ trước. Sư cho con hỏi, sư Minh Tuệ tu theo cái khổ hạnh 13 đầu cái 13 khổ hạnh đầu đà. Có người nói là tu như thế là đúng và có những vị Sàm Tăng nói như thế là sai. Sư có thể cho con hiểu rõ hơn về cái khổ hạnh của sư Minh Tuệ đang 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 đi tu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Liên Tòa Chứng Minh. Trước nhất là anh hỏi về cái hạnh nguyện của sư Minh Tuệ, Dạ. tu 13 hạnh đầu đà như vậy Dạ. là có đúng không? Dạ. Người thì cho đúng, người là cho sai. Dạ. Bây giờ trước nhất là sẽ gợi nhớ lại cái hạnh nguyện của Đại Maha Kajip, vị Dạ. trưởng lão Maha Kajip, đệ tử khổ hạnh đầu đà đệ nhất trong thập đại đệ tử mà Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni đã tán thán khen ngợi. Dạ. Ngài là giữ trọn cái hạnh đầu đà đệ nhất và trọn vẹn trong thập đại đệ tử. Thì cho trước khi thầy nói về sư Minh Tuệ thì cho thầy nói sơ qua chỗ hạnh nguyện của Đức Mahāgājīp. Dạ. Mahāgājīp khi mà thờ Phật còn tại thế thì giai đoạn đó là ngài đi xuất gia. Xuất gia thì cái tướng của ngài là rất là hảo, tướng ngài rất là đẹp. Ngài Mahāgājīp nghĩa là dịch gọi là ấm quang, nghĩa là cái ánh sáng quang minh của Đức Mahāgājīp là nuốt tất cả các ánh sáng khác. Dạ. Cái ngài phước báo tốt như vậy, tương đương như Đức Thế Tôn. Khi mà ngài tu rồi, ngài đắp cái y rất là đẹp, đắp cái y rất là tốt. Nhưng mà khi gặp Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn là có chê trách ngài ba điều. Thứ nhất là ngài nói rằng ngài Mahāgājīp là đắp cái y là tốt như vậy thì nó sanh ra cái ngã mạn trong cái tâm. Và cái thứ hai nữa là phải tu có cái tâm khổ hạnh để phá đi
cái ngã là đừng có chấp vào cái tướng tốt của Ngài. Và cái thứ ba nữa thì Ngài là một cái bậc trí tuệ. Yeah. Ngài là đã chứng đắc trong thời quá khứ vô lượng kiếp mà. Cho nên Đức Thế Tôn có dạy là ông nên sẽ hồi tưởng lại, nhớ trong cái tiền kiếp trước ông đã tu những cái pháp khổ hạnh đầu đà. Thì lúc bây giờ là Ngài Maha Kajip mới bỏ cái y đẹp đó, Ngài mới lượm những cái vái vụn ở những cái bãi tha ma, những đống rác, Ngài mới kết thành lại một cái y. Ngài đắp cái y đó gọi là cái y phóng táo, Ngài tu khổ hạnh. Như vậy là đến cái giai đoạn mà Ngài lớn tuổi rồi, Đức Thế Tôn mới nói là thôi, Ngài Maha Kajip là đệ tử lớn, thôi lớn tuổi rồi, thôi ở nơi tịnh xá để tịnh dưỡng, để lo tu học, lo tu hành trì, sẽ đừng có đi khất thực nữa. Nhưng mà Ngài Maha Kajip mới trả lời rằng là kính bạch Đức Thế Tôn, con là một cái người đệ tử lớn của Đức Thế Tôn, thì con phải làm gương. Khi con giữ cái hạnh nguyện khổ hành đậu đà, con sẽ hành trì để làm gương cho đại chúng. Cho nên là Ngài nói như vậy thì Đức Thế Tôn vẫn tán thán cái hạnh của Ngài, là Ngài tu trọn vẹn. Sau khi mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, là Ngài Maha Kajip là lên chú tọa để kết tập kinh điển. Sau đó là Ngài mới nhập vào trong cái núi Cơ Túc. Cho Ngài không có, mình không, hàng đệ tử của Đức Thế Tôn cho đến bây giờ là cũng không ai nghe nói rằng là Ngài Maha Kajip là nhập Niết Bàn bằng cách này, bằng cách như thế này thế kia để mà có xá lợi, là Ngài nhập vào trong cái núi Cơ Túc. Thì theo cái truyền thuyết nói, hôm nay cũng còn là nghe nói vậy thôi, chứ mình cũng không có thực chứng là thấy Ngài Maha Kajip hiện tiền. Dạ. Rồi nói bây giờ đến cái hạnh nguyện tu của anh Lê Anh Tú. Dạ. Ở đây họ tán thán gọi là Ngài Sư Thích Minh Tuệ. Dạ. Của hạnh đầu đà. Thì cái pháp khổ hạnh đầu đà là đúng ra theo cái người xuất gia là đã thọ tỳ kheo tăng là thọ 250 giới rồi mới muốn phát nguyện lãnh thọ cái giáo pháp khổ hạnh đầu đà, 13 cái pháp khổ hạnh đầu đà đó, để mà tu trì, để khổ hạnh, để bỏ xóa tan đi những cái tư tưởng tham cầu dục lạc của thế gian tại sắc danh thực thì. Nhưng mà riêng anh Lê Anh Tú là một cái người tại gia, ảnh hồi trước nghe đâu là cũng có tu ở một cái chùa nào đó, nhưng mà thời gian ngắn rồi cũng chưa thọ đại giới tỳ kheo, nhưng mà thầy cũng có học qua, nghiên cứu qua những cái kinh sách đó, ngày, yeah. ngày tìm hiểu, ngày áp dụng, ngày tu cho ngày không có có thọ đại giới tỳ kheo xuất gia. Dạ. Yeah. Quý thầy khác. Nhưng mà theo riêng những tu nghĩ ấy, thì tuy là thầy Minh Tệ ngài nói rằng là thầy ở tại gia như một người công dân khác, nhưng yeah. mà cái hành trì là người xuất gia. Cái hình tướng xuất gia và tâm hạnh cũng xuất gia là sao? Cái xuất gia nó có nghĩa, nó có ba nghĩa: xuất thế tục gia. Và thứ hai là xuất tam giáo gia, thứ ba là xuất phiền não gia. Xuất thế tục gia là không những mình chỉ xuất từ cái nhà thế tục đó đến nơi chùa ở mới gọi là xuất gia, đó là mới cái bước một thôi. Cái bước thứ hai là phải xuất phiền não gia, là phá tan đi cái tâm ý phiền yeah. não, không có còn đắm nhiễm, không có còn sự khổ đau an lạc. Yeah. Thứ ba là xuất tam giáo gia, nghĩa là tam giáo gia nghĩa là dục giới và sắc giới và vô sắc giới. Thì nói lại Ngài Minh Tuệ là hiện giờ vẫn xuất gia, là bởi vì Ngài bỏ cái nhà thế tục, Ngài không còn ở với gia đình, không có vợ có con, Ngài đi xuất gia, Ngài tu theo cái pháp 13 hạnh khổ hạnh đầu đà, là Ngài ăn một ngày một bữa là kham khổ, rồi là mặc cái y phóng táo, cũng không có cái gì mà đẹp mà sang trọng, không có nhà cao cửa rộng vật chất gì cả. Rồi cũng không có danh lợi gì hết, chỉ có đắp y phấn táo trong ba y một cái bát. Nhưng mà ngài là không có bưng cái bình bát giống như quý thầy đi khất thực, ngài yeah. dùng cái cung điện, ngài dùng ở ngầu cung điện đó là để ý ngài nói là để nó khác đi, nó khỏi trùng hợp với những cái vị xuất gia, là nó ảnh hưởng như quý thầy. Dạ.
Thế đúng ra là cái bình bát á, là nó phải có cái nắp. Khi mà cúng dường á, là thí chủ họ bắt cúng, họ cúng thế nào, họ cúng món gì thì dơ cái nắp ra bỏ vô cho mình không biết cái gì trong đó hết, thì ngon hay dơ gì mình cũng không có cái khơi cái lòng tham mà, là món ngon hay là chơi cái món dở như vậy. Nhưng mà thầy Minh Tuệ là thứ nhất là đã xuất thế tục gia, thứ hai là xuất phiền não gia. Ví dụ giờ cái phiền não là ngài rất là an lạc, ngài không có đắm nhiễm về cái tiền tài vật chất hết. Rồi cớ cá là có những cái người họ hiểu lầm, họ nói là sư Minh Tuệ là một cái người chắc tu giá danh cho nên không phải là một vị chân tu, cho nên họ đánh. Nghe đâu là họ cũng có đánh đánh nhưng mà ngài cũng rất là hoan hỷ, an lạc, mà còn còn sợ những cái người mà biết được là bình thường ngài là để đánh những cái người 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 kia, cho nên ngài giấu đi, ngài mới cầu nguyện chúc phúc cho họ được an lạc, được giải thoát. Cho ngài không có đem tâm sân hận là ngài được phá được cái tâm là phiền não gia rồi, đó là ngài gia đó chứ. Rồi cái tam giáo gia là dục giáo, là cái sự ham muốn dục lạc. Dục lạc thế gian là tài sắc danh thực thì, tài là tiền tài vật chất, sắc là sắc đẹp. Sắc đẹp thì cái y phấn tao có gì đâu đẹp, cũng không có ham lợi về cái vật chất gì hết, cái sắc tướng gì hết, không có đắm nhiễm, là ngài đã có xuất gia rồi đó. Rồi vô sắc giới là cái tư tưởng ngài là sống an lạc, không đắm nhiễm, vẫn vui vẻ hoan hỷ mà đi khất thực xin ăn một ngày một bữa, ngủ ở những cái nhà hoang, những cái nơi rừng, những cái nghĩa địa, những cái đồng vắng, và ngủ ngoài nữa. Cái đó là rất là khổ hạnh mà điều này rất khó làm mà ngài làm được. Cái đó là mình nên tán thán khen ngợi cái hạnh nguyện tu của ngài, chứ không có nên nói à cái người này là không phải thọ đại giới, cũng chưa phải đi xuất gia mà cho nó đi tu vậy là nó lập ra một cái đạo mới, đạo khác, nó sai đi. Ngài cũng không bao giờ có một cái tâm hỷ báng một cái chánh pháp của đạo Phật, hoặc là chơi một cái người nào, chơi bay một người nào. Chính cái người mà đắc như vậy là ngài đúng là cái bậc cũng gọi là chân tu. Nhưng mà nói phải là ngài không quy y xuất gia, thọ đại giới, thì nguyên nhân nào ngài biết ngài tu thì ngài cũng nhờ cái ân đức của chư tổ, chư thầy tổ mới soạn dịch trong cái Tam Tạng kinh điển ra, kinh Luật Luận ra, ngài tìm cái những cái giáo lý đó, ngài nhờ cái ân đức của quý ngài soạn dịch kinh đó ra, ngài mới học, ngài mới tiếp thu được. Mà đôi khi là trong cái tiền kiếp trước là sư Minh Tuệ đã có xuất gia, có những cái hạnh nguyện rồi rồi, bây giờ lâu quên, khi tái sinh trở lại rồi bắt đầu mới nhớ là hồi tưởng lại, mới nhớ là tiền kiếp trước mình đã tu như vậy rồi, bây giờ phù hộ lại. Cho nên nhờ có Phật lực gia trì, ngài tu đúng chánh pháp thì Phật lực gia trì và có Thiên Long Bát Bộ gia hộ cho sư Minh Tuệ, chẳng phải không phải dễ đâu. Bởi vì đi bộ mà đi cả ngày rồi tối lại là ngủ ngoài mà ăn có một bữa thì nó thiếu cái năng lượng, không có đủ cái năng lượng để đầy đủ sức khỏe. Đi bộ mà không mang dép mà đầu đầu trần chân đạp đất nữa, là nếu mà đường nhựa là đánh cả 30-40 độ là phải nóng, là không có thể chịu nổi. Nhưng mà ngài kham nhẫn, ngài vẫn an lạc. Cái đó là điều rất khó làm mà sư Minh Tuệ làm được, là mình phải tán thán đạo hạnh của thầy, chứ không nên đem chơi bay. Rồi, con cảm ơn thầy rất nhiều về trả lời câu hỏi của con. Với câu hỏi như thế thì con nghĩ là cũng khá nhiều người đã người ta rất là hài lòng về cái câu trả lời của thầy. Rồi, bây giờ thì quay ngang một câu chuyện. Trong cái thời gian mà sư Minh Tuệ bắt đầu mà nổi lên, con là người phàm cũng gọi là từ mà nổi lên trang những cái trang mạng xã hội á, thì báo chí tung hô, đài truyền hình ta cũng tung hô, thì bên cạnh đó xuất hiện những cái vị mà không tán tán sư Minh Tuệ. Rồi hôm nay lại tiếp tục có một sư cô Diệu Hân lên nói sư Minh Tuệ là không có đi theo, giống như là không có thọ giới giống như nãy giờ thầy nói á, mà tự ra muốn đi đi á, rồi muốn muốn làm gì làm, rồi kéo bè có kéo cánh, rồi muốn thành lập một đảng phái gì, muốn thành lập đủ thứ. Rồi quay lại câu chuyện mà sư cô niệm những cái câu mà mới vô niệm á, thì thầy có thể giải thích cho con sư cô niệm như thế là như thế nào, rồi nói về sư Minh Tuệ như thế là có đúng hay không?
Cái sư cô Diệu Hân đó đúng ra là một cái sư cô đã xuất gia, Dạ. không thấy hình tướng là hình tướng xuất gia thọ đại giáo. Dạ. Bản thân sư cô đó đã ăn một ngày một bữa được chưa, Dạ. rồi đã ngủ ngoài được chưa, đã giữ cái hành trì không tham sân si như thầy Minh Tuệ được chưa, mà Dạ. đến chê chê cái đó là không tán thác, không có đúng. Bởi vì sao? Việc khó làm mà thầy Minh Tuệ làm được là Dạ. mình phải tán tán ngợi mới đúng là một cái chân tu, Dạ. cho mình không có nên chơi bang như vậy. Đó là cái tánh đức tốt mà Dạ, tại sao là còn mình về cái đem cái vấn đề tâm là sư, còn về cái vấn đề mà bả niệm á, bả niệm gì, bả niệm con mười phương chư Phật gì, bả niệm vậy là đúng không sư? Khi mà bắt đầu mình niệm chứ, con thường thường con nghe người ta nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con có bả niệm gì quá trời nhiều sư? thì niệm nhiều nó đúng hay sai là nó do cái cách niệm chứ. Còn bây giờ mình hồi nãy là anh có gửi qua là những tu có xem qua chứ mà không có nhớ. Ví Dạ. dụ giờ trước nhất là mình niệm gì, niệm mình phải nhớ ăn đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bởi vì đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là cách đây trên 2.600 năm đã Dạ. ra đời ở tại xứ Ấn Độ để thuyết pháp độ sanh. Mình nhờ cái ăn đức của Bổn Sư đó mà mình, rồi sau đó là nhờ chư tổ mới soạn dịch kinh điển ra, mình mới biết học, mới biết tu để làm lành lánh dữ, biết tu nhân tích đức, biết tu thế nào để được sinh cõi trời, tu thế nào để được vãng sanh về Tây phương cực lạc, mà làm điều ác gì là đọa lạc địa ngục ngạ quỷ súc sanh, là mình hiểu được nhờ cái ân đức bổn sư đó mà mình mới niệm cái danh hiệu đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trước. Rồi còn đây giờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng đúng, rồi niệm Nam Mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, tác đại chứng minh, rồi cầu nguyện gì đó thì các đó tùy tâm. Ở đây thì hồi nãy thầy nghe gì bởi nguyện cô có niệm gì tới thần sông, thần núi, thần biển gì, cái đó là những cái vị thần ở trong cái bộ kinh Địa Tạng mà Đức Phật giảng. Cái bộ kinh Địa Tạng ở tại cung trời Đâu Lợi là trong đó có thần biển, thần sông, thần núi, thần rạch, thần sông trầm, thần lúa mạ, thần chú ngày, thần chú đêm, thần hư không, thần ăn uống, thần cây cỏ, là để giữ cái pháp hội mà Đức Thế Tôn để tiền thiết tán dương cái hạnh nguyện của Đức Địa Tạng ở cõi cung trời Đâu Lợi. Dạ, Nhưng mà niệm nó tùm lum tà la, thấy nó hơi dài dòng quá. giống như nó bị rối, nó bị rối. Nãy có nghe nhưng mà không nhớ hết, mà có nghe mấy cái từ niệm cái đó là do cô nghĩ vậy. Dạ rồi, với cái phần này nữa là sư, sư cô Diệu Hân lại nói là bả tự xưng bả là sư cô, thời mạt pháp sư cô về chùa giảng pháp là sao sư? Thì gia giảng pháp á, thì thường thường á là xuất gia là hành pháp mà tại gia là hộ pháp, nhưng mà thời nay cũng cái giảng pháp đó nó không phân biệt tại gia xuất gia, mà người tại gia hay xuất gia mà hiểu được cái chánh pháp của Như Lai làm lợi mình, lợi người, lợi cho chúng sanh là đều nói pháp được hết. Nhưng mà điều quan trọng là đừng nói sai chánh pháp, Dạ. sai chánh pháp là đọa lạc, mà nói đúng chánh pháp là tất cả các thí, là chỉ có thí pháp là công đức cao lớn nhất đó. Họ nương cái giáo pháp, đúng cái chánh pháp đó họ tu để an lạc và giải thoát. Còn cái chuyện mà nếu mà cô giảng pháp như thế nào không biết, cái đó là chưa nghe cô giảng, nhưng mà thực tế cô đánh giá của chê là sư Minh Tuệ là phè lập đảng, rồi là một cái tổ chức riêng, là cái đó nó không đúng. Dạ. Bởi vì ngày tu không đạo đà là nó chỉ tu độc cư là một mình thôi, Dạ. nhưng mà vì thầy Minh Tuệ là tu nghe đâu là đã đi 6 năm rồi, đi Dạ. từ Nam tới Bắc rồi đi Dạ. trở lại, nhưng mà sau đó tới khi thứ năm thứ sáu đó là họ nhiều cái vị sư khác mới thấy cái đạo hạnh của thầy là đi theo theo trong đó có nhiều người, nhiều vị cũng nương mới tu, nhưng mà cũng nương cái đức hạnh của sư Minh Tuệ tu đó, Dạ. cũng có cái tiểu số là nó cũng chưa được chân chánh trong đó. À, sau này cái dân chúng nó đông quá thì nó làm cho nó mất cái an ninh trật tự, Dạ. cái giao thông đó, là làm sợ gây ra tai nạn thì làm cho khổ, rồi bên mặt chính quyền, bên công an phải bảo vệ, phải. Nhưng mà hiện giờ thì bây giờ thấy cũng công an là cũng nhà nước mình cũng là quan tâm cho sư Minh Tuệ để Dạ. tu mà, Dạ. còn chứ không phải là phê lập đảng gì. Chính thầy Minh Tuệ cũng có nói bây giờ là bà con là Phật tử cứ về đi, nhà ai về cứ làm công việc đi, đừng có Dạ. theo nữa.
mình tán thán sư Minh Tuệ là gì? Mình phải học cái gương đó. Ví dụ giờ mình đứng hai bên đường, mình nghiêm trang phải đi qua, mình chắp tay mình xá hoặc là mình lạy gì đó, là cái đó tùy mình học cái gương sáng đó. Bây giờ sư Minh Tuệ không tham, nhưng mà giờ mình có tu, có xuất gia mà cái áo vàng này, mà mình ở trong một cái ngôi chùa mà mình tham tiền bạc vật chất nhiều quá, như vậy mình không bằng một cái người mà họ gọi là cái xưng cái danh là người công dân bình thường, mà họ tu họ buông xả hết, không nhà không cửa không không sáng không vật chất không tiền bạc. Bây giờ mình tập cái đó mình học, người nào chưa làm được cái đó phải học lại. Còn mà tham tiền tham vật chất nhiều, tham của cái là đó là gieo cái nhân tham lam, không biết bố thí cúng dường, mà tham của cái vật chất, mà tham của đàn na tín thí nhiều mà sử dụng không đúng chỗ, là cái đó là đương mang nợ của đàn na tín thí, phải đọa lạc làm ngạ quỷ. Tham lam là phải đọa ngạ quỷ, sân hận là đọa địa, si mê là đọa súc. À, sư cho con hỏi thêm một câu này. À, từ khi mà sư Minh Tuệ xuất hiện á, thì người ta nói là giống như sư Minh Tuệ giống như là một vị Phật sống, giống như là một một ân trên đưa xuống vậy đó, để cho cái thời mạt pháp này, để cho những vị Sàm Tăng kia xuất hiện. Điều đó có đúng không sư? Điều đó thì bây giờ là họ cũng quan niệm họ nghĩ thôi, cũng như là có người họ nghĩ là sư Minh Tuệ là Phật tái thế, rồi Phật Di Lặc, rồi ngài Nga Ma Ha Ca Diếp, rồi Phật này Phật kia, rồi cái đó là cũng cái suy diễn của phàm phu thế gian Dạ thôi. dạ Cái đó là mình không có thể tu chứng quả được, mà mình biết cũng như bây giờ dạ thầy nói là thành trực tiếp về cái sự thấy hiện tiền ở trên mạng như sư Minh Tuệ như vậy thì tán thán khen ngợi, còn cái chiều sâu bên trong là ai tu lấy chứng, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, mà không tu không đắc, cho mình không có biết được cái quá khứ dạ đó. dạ Cái tâm của thánh, tâm của cái người mà xuất thế, tâm của người đã giác ngộ chứng ngộ thì mới hiểu được cái tâm phàm phu, mà cái tâm phàm phu thì không thể hiểu được cái tâm bậc thánh được. Dạ, Nó là cũng cái suy diễn của cái tâm phàm phu của mình, là mình tự suy diễn mình nghĩ ra thôi. Nói về trước nhất là thầy tu như vậy là bây giờ cũng tạo cho không những ở Việt Nam mà cả toàn cầu thế giới rất nhiều nước biết, có cả tôn giáo bạn như là Thiên Chúa giáo cũng nhiều vị linh mục cũng tán thán khen dạ. ngợi thầy Minh Tuệ là đạo hạnh như vậy là tốt, không có đánh nhiễm tài tiền tài vật chất, sắc là sắc đẹp, cảnh sắc thân sắc cũng không có đánh nhiễm, danh là danh vọng địa vị cũng không cầu, tài sắc danh thực là ăn uống cũng kham khổ, cúng dường họ tướng họ, họ đâu có chuẩn bị cái đồ ngon để họ cúng cho ăn đâu, ăn ngày ba bữa đâu, ăn ngày con bữa mà Dạ. ngủ thì cũng ngủ ngon thì cũng ngủ nghỉ thì cũng không có, là cái trong cái ngũ dục lạc, là ngũ dục lạc là năm cái sợi dây xích mà để trói buộc cái con người đi đến cái khổ khổ đau, mà thầy Minh Tuệ đã thoát được, cái đó là rất tán thán, theo riêng bản thân thầy là thầy tán thán. Rồi tại sao những vị thượng tọa, những vị tiến sĩ mà tại sao không nhìn ra được mà lại lại chê bai cái hạnh của sư Minh Tuệ vậy là sư? Đó là cái nhìn của riêng cô quý thầy, nó cứ qua họ quan niệm vậy nè, là vị sư Minh Tuệ là không phải xuất gia, không phải người ở trong giáo hội, không phải là cái người tu sĩ, thầy thấy ở trên giáo hội trung ương cũng có gửi công văn xuống Dạ, là đúng rồi. báo cho các biết, cho nhân dân biết là đúng là sư Minh Tuệ không phải tu sĩ Phật. Dạ. Mà chính sư Minh Tuệ cũng nói rằng là sư Minh Tuệ là người công dân bình thường, Dạ. nhưng mà cái hạnh tu là hạnh tu xuất gia. Dạ. Bây giờ trước nhất là mình thấy không tham không sân không si, rồi không có đắm nhiễm dục lạc, đó là cái người tốt, dù Vậy là những cái vị người kia đó còn không những phải xuất gia, dạ nhưng mình đem riêng bản thân nhưng tu là nhưng tu tán thán. những vị kia là được được giống như là được giáo hội công nhận là tu sĩ, được giáo hội công nhận là thượng tọa, nhưng người ta vẫn còn cái tánh tham sân si, đúng không sư? Thì trong đó là bây giờ xuất gia là những tôi mới nói rồi đó, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giáo gia, ra xuất nhất là trụ trì. Trụ trì là sao? Trụ trì là nghĩa là trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng, trụ là gìn giữ cái giáo pháp của Như Lai, trì là duy trì mạng mạch của Phật pháp trường tục bất diệt. Đứng giữa, người xuất gia là phải đứng giữa trung gian Phật và chúng sanh, trên cầu Phật đạo, dưới hạ hóa chúng sanh,
anh nghe anh con của đàn na tiếng thế, cái người tu mà là làm gì đâu tiền nhiều dữ, mà cái tiền nhiều là trong đó nó có cái tiểu số, cái tiểu số nó cái tu cũng có vị giàu vị nghèo nha, mượn cái thế là xuất gia đó mà kêu gọi cúng dường nghe, rồi cúng dường tiền nhiều cho tiền ít thì ít là không có công đức, rồi tiền của mình tiêu cũng 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 là tốn phước, cái đó đang xài tiền ít nhưng mà gói ghém cái đồng tiền đó, đem cái tâm gói ghém thành kính vô cái đồng tiền đó, đồng tiền thiện nghiệp, đồng tiền đó không phải trộm cắp lừa đảo, là đồng tiền đó có giá trị, và đồng tiền mà đem cái tâm thành kính cúng dường hoan hỷ vui vẻ có công đức lớn, còn đồng tiền nhiều nhưng mà đồng tiền đó là tham ô, đồng tiền đó danh lợi, đồng tiền đó là lừa đảo, đồng tiền đó có cúng mà thiếu cái tâm thành kính trong đó là cũng có công đức. Còn mình tu là cái phước nó đến, tu đúng là cái phước nó đến, không ai đỡ cho mình đói, mà mình cứ kêu gọi là cứ là để mục đích xây chùa tiếp tân độ chúng, nhưng mà sau đó ở chiều sâu bên trong đó là mình lại lại mua xe sang, đồng hồ sang, mua đất mua nhà, rồi chi phí những cái khoản tiền mà đàn na tiến thí đó, bây giờ họ tin sao, họ tin những cái người xuất gia tu hành chân chánh, họ nương cái ngôi Tam Bảo, họ nương đức độ của cái vị tu đó, họ mới tin tưởng, họ mới bỏ khoản tiền ra, họ bỏ công lao ra, họ cúng dường đó mục đích xây dựng Tam Bảo, thỉnh Phật chư Bồ Tát thờ trang nghiêm, xây dựng đạo tràng để có nơi mà quý thầy để giảng pháp, để có nơi thờ Phật, có Phật tử gì để tu học. Nhưng mà mình cái đó nó có, mình kêu gọi nó có, nhưng mà kêu thêm nữa, kêu có cái mánh lớn nữa, đem lợi dụng cái đồng tiền làm tư riêng, danh lợi riêng, cái đó là một cái nợ, trọng trách nợ lớn, cái nợ đó phải đọa lạc làm ngạ quỷ. Bởi vậy không làm tiền tài vật chất nhiều mà đánh nhiễm, mà nợ của đàn đa đến thí mà không lo phụng sự Tam Bảo, không tiếp tân độ chúng là phải đọa lạc, nhất định là phải đọa lạc. Còn nếu mà có cái trách nhiệm lớn, vị xuất gia là trụ trì, là gọi là Phật Bổ Sứ, không xuất gia đâu phải ai xuất gia cũng được, khó. Nhưng mà cái người đời họ nương cái đức độ của vị thầy đó, vị thầy đó chân tu đức hạnh đạo cao đức trọng, giảng nói chánh pháp, họ nghe họ tu được, họ an lạc giải thoát, thì công đức cái vị đó vô lượng, khó thử nghĩ bạn. Nãy giờ thì con cũng trò chuyện với sư, nhưng mà con cũng cũng chưa có hỏi sư câu này cho khán giả con được biết là hiện giờ sư sư tu trong ngôi chùa nào, hay là sư tu tu tại gia, rồi giờ sư ở chỗ chỗ đó là có bao nhiêu Phật tử. Thì trước đây là những tu là tu cũng ở Bình Định đây, rồi sau này mà ra Nguyên ra ở Hòa Nhơn á, ở 10 năm, 10 năm sau này là chỗ đây là cái quê nhà, rồi con em với mẹ thân mẫu ở, chứ cũng đi giờ đi ngang có 8 9 giờ tối rồi xe Honda cũng phải 80 cái số cũng phải chạy về vì chùa ở vậy đỡ lo phụng sự Tam Bảo thân ở. Rồi sau này là thầy đi tu khắp nơi rồi cái nhà đó nó suy sụp, mới từ về mới lập cái ngôi Tam Bảo đây, ngôi Tam Bảo đây cũng như là cái tư thất riêng, diện tích thì nó khoảng cả hề đồ luôn khoảng 100 mét vuông, nhưng mà giờ đây là chỉ mới mới về ở đây tạm thời là thôi, con em là nó ở đây phụng dưỡng mẹ già, bà mẹ thì mất rồi, rồi em là nó đi xuất gia rồi, cho nên nó không có ai thì ở tạm thời ở đây Sư sư có hai hai anh em à? hai anh em Là em của sư là nữ hay là nam hả sư? nữ bốn mấy tuổi rồi Thì xuất gia trong là đà. giờ giờ sư ở đó là có mình một thôi. Giờ là ở con mình một cũng mới về ở đây chứ hồi giờ ở chùa mà. Thì dạ thưa sư, thì hôm nay con cũng rất là hoan hỷ được gặp sư để lên để con chia sẻ những câu chuyện mà nãy giờ con với sư nói. Thì câu chuyện của con với sư sẽ tiếp tục kéo dài. Con sẽ có thắc mắc gì và khán giả bên con sẽ có câu hỏi bình luận nào gửi đến sư, thì con sẽ nhờ sư giải đáp để cho khán giả người ta hiểu biết thêm về về chánh chánh pháp như thế nào, rồi con đường Phật pháp tu như thế nào là đúng. Thì chắc chắn là con sẽ làm phiền sư trong thời gian tới ha sư ha. Dạ, Di Đà Phật không sao, nhưng mà thực ra nhuận tu thì pháp danh là Thích Nhuận Tu, nhưng mà thực ra là cái tâm mà tu cũng chưa nhuận, hiểu là pháp chứng mà chưa từng chứng pháp, cho nên là biết đến đâu chia sẻ đến đó, chắc Phật pháp nó sâu rộng mênh mông
hơn nước bốn biển đại dương mà. Dạ Còn những dạ tu đây cũng chẳng qua giống như con muỗi thôi, đâu có thở hứt hết nước ở biển bốn biển đại dương được, dạ chỉ có biết đến đâu chia sẻ đến đó. dạ Dạ thôi, còn cũng không không có gì, không có gì làm phiền, dạ cứ hoan hỷ vui vẻ. dạ thì con cảm ơn sư rất là nhiều. Con chúc sư một buổi tối được nhiều sức khỏe, an lạc. Dạ thì trước khi kết thúc video thì cư sư có gửi lời lời nhắn gửi gì đến khán giả bên kênh con ạ? À? Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật Liên Tòa Chứng Minh. Con những tu xin thành tâm cầu nguyện cho quý hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni Pháp Thể Khinh An tọa đen thường chiếu Phật sự viên thành, và cầu nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng gia hộ cho quý thiện nam tín nữ Phật tử xa gần trong và ngoài nước thân tâm được an lạc, hạnh phúc và tu tạo nhiều điều phước thiện, và cố gắng chuyên tâm niệm Phật cầu mãn báo thân này được sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, và nguyện đem công đức này hồi hướng cho cứu viện quyền thất tổ của quý vị và bách tánh vá vãng chiến sĩ tròn vong đồng bào tứ nạn thập nhị loại cô hồn súc sảo thai nhi được trượng thừa công đức này, tội diệt phước sanh tóc thoát ưu đồ siêu sanh tịnh độ. Nam mô A Di Đà. Dạ rồi, dạ con xin phép tạm biệt sư. Dạ. Nghĩ nghĩ